bấm thu vô lại, bấm thu vô thì nó nứt, nó nứt lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như cành đây không, em sẽ bấm bỏ đi thì nó sẽ nứt những cái mắt cái chỗ hạt gạo đây. Giờ mình cứ thu vô lại. Đó, nó đọt này lấy ghép ngon quá. Ngon quá mình tí. Non quá anh. Trời. Này lấy chỗ này ghép được. Nó phi dữ. Già lấy chỗ già ghép được. Bên này ghép bơ bút nữa hả? Nhiều người là bên này cưa bơ bút ghép phần bê tê. Thằng này ngon là được. Mình thu dần vô. Anh cứ để ý nha, cái này trong khoảng cỡ một tháng sau bắt đầu nứt lại toàn diện, mà cành lá này trong vòng cỡ ba một tuần là lá này thay đổi hẳn liền, già nhanh cực kỳ, thay đổi màu liền. Nứt thì trời lắm. Sau này mấy cành này nó ra tái đó. Ừ, mấy cành này ra. Sau này nó cũng sẽ nứt trồi ở trong này khu vực này nữa nè. Ví dụ như chỗ này mà nó nứt trồi thì ví dụ chỗ này đã thoáng thì mình có thể để chưa trồi. Thì cơ bản em cứ làm trước là mẫu cho anh trước cây là được. Nứt được ở trong thì càng tốt. Nứt ở trong ha. Ồ, nứt trong thì dễ quá dễ nữa. Các cái cành chính kia nứt liền à. Nó tức ra liền anh à. Tức là ý bây giờ mình cắt thì nó phải nuôi lại cây, phải mất cách một năm trời nữa. Không có đâu. Không phải mất năm. Anh vô cho em hai lần thân là y như ban đầu luôn. Cành thì cứ nó vươn lên thì nó hay bị chia khúc ánh sáng hết, nên những cái cành vượt lên thì mình không có để làm gì hết. Em làm mẫu anh mấy cây anh xem, một tí em hướng dẫn bên anh làm là anh sẽ không bị nhát tay nữa. Bơ sầu riêng, nói chung cây ăn quả. Cành thứ anh cứ tương tự như lượng cành cỡ bao nhiêu này là đủ rồi. Trái nó đậu cỡ bao nhiêu là đủ rồi. Anh chú anh để dài là quá rộng. Nó rang ngoài này thôi, nó đậu mấy cành này nè anh à. Đậu thôi, anh thấy không, những cái đọt nó đậu thôi, chứ còn cành bự không đậu đâu, nên chưa thoải mái. Này, tất cả những cành tây không? Những cành tây không? Những cái này mới tự mình làm thì mình tiếc, mình lại không. Cái này anh làm xong, cơn tháng sau nứt lên lại rồi. Mình làm là mình thấy mấy cái cành này là mình lượm cắt hết cái này. Mấy cành này anh chưa lại, tại vì khi mà anh để nó rợp thì mấy cành này là nó yếu. Khi anh cắt thoáng ra thì những cành này nó mọc trở lại. Cây này khi nó chưa đậu trái thì nó sẽ đi đọt liên tục, mà nó đậu trái rồi thì đọt nó không đi bao nhiêu. Mỗi cơ đọt nó chỉ còn lại cỡ 20 đến 25 phân, chứ không giống như chưa trái là từ 40 đến 60 phân. Đó, có trái rồi thì còn giờ thì nó đi đọt của mình không là mình để là thành những cành đây nó nổ mình bấm luôn. Đúng rồi. Mình bấm là mình đi theo đọt. Mình đi theo đọt. Đọt đây là đáng lẽ là mình xử lý từ đầu. Mình biết thì mình xử lý từ đầu nó dễ hơn. Để tới giờ thì quá mức tưởng tượng. Mình xử lý ở đây là 2 năm thu ngon rồi. Cái cây này nó đã khi nó đã lên trái thì cái cây nó không có đi xa nữa. Cứ chậm phát triển lại. Nó còn cỡ 20 đến 25 phân một cây à. Còn bình thường chưa trái thì nó tới 40 đến 60 phân một cây. Khi nó thoáng ra những cái này vẫn chưa bình thường. Đó, chừa như thế này là trái nó sẽ đậu đều hơn. Chậm nên xử lý cái đọt kia là nó thoáng toàn cây à. Bây giờ là đang cái cơ bản là mình làm phía trước ra như thế này. Cái đó còn 120 thì mua một cái, vừa làm vừa gặp lại. 120 hả? Ừ. 120 là tính em rẻ hơn cái kia. Cưa sướng lắm bén.
cái hồi xưa mà cưa cây cột xeo cũng trăm mấy chứ. Cưa lưỡi mà nó mệt. Gấp bỏ túi được. Quá trời bụi. Cái này chẳng làm gì. Anh để rậm quá một xíu cái chết hết trái này ha. Rậm quá chết hết nè. Không lẽ rậm nó không chết được chứ. Rậm nó chết nhiều. Trong nó nhiều chứ. Rậm nó chết nhiều anh ạ. Cái tôi nó ở trong chỗ rậm mà. Đó, được cái tay kia đó, tay kia, tay trống là năm ngoái ăn nhiều mà năm nay là mình chết đi. Thu cả giờ mới ra độc lại. Làm hết 3 cái đau tí nhìn thấy thoáng hẳn luôn. Bấm sơ thôi, bấm sơ nữa làm bông. Bữa nó ra lại là mình phải xử lý lại nữa chứ. Không xử lý thì nó rậm nữa đó nha. Cứ năm đi, anh làm 2 lần. Cứ đi chỉ tỉa như em này là được à. Không làm nó ra miết nữa. Không làm là cứ nó ra liên tục luôn vậy đó. Nó ra rồi nó không chết như vậy nên nè, là phí. Có khi anh đã bỏ là những cây này nó mọc lên lại này. Tất cả những cây này nó mọc lên lại. Sau này nó ra tái đó. Đã cái này nó còn ra tới 2 cơi nữa mà anh lo gì, tới 2 cơi nữa nó sẽ rộng lại rồi bắt đầu nó làm ho. Khi nó làm ho thì nó đứng lại rồi. Mình khó là chỉ có cười ngon đọt luôn hả? Thấp vậy thôi hả? Thấp đỏ phun thuốc á. Nếu như mình làm mình đâu đến chưa hết gì đó, nó đành nó làm nhắm cửa. Mình biết. Nếu sau này ví dụ những phong cách này nó nứt lên những cái chồi nhỏ, mình có thể để lại. Để lại một hoặc hai ba chồi như thế này. Mà cái này cơ bản nó chỉ cần nứt lên ba chồi ba cành này thì nó rậm lại liền à. Rậm thì cuối cùng là hắn cũng rậm giống khi vài rối. Nên không cần thiết phải để. Nhưng mà anh cắt cái này á, nhớ lựa vô mùa mát cắt chứ đừng cắt cái mùa nào mà nắng nóng quá thì nó dột hết những cái cành này. Okay. Thì nó không ảnh hưởng gì, nó sẽ bị dột da, nó bị chậm phát triển làm thời gian thôi. Chứ nó cũng không có chết. Cắt đột hả? Dạ dạ. Đó, cơ bản chỉ một cành chính là cái cây mình đã thông thoáng rồi ạ. Như số cành này nó lên như thế này thì mình vẫn để được nha. Ví dụ như khi mình làm xong xuôi để được thì mình chỉ cắt đọt nó thôi nha. Là nó tự bung tay ra. Rồi sau này nó làm bông nữa là vừa. Là không cho lên đọt nữa. Không cho lên nữa anh. Lưới ví dụ như hai cành nó đã song song như thế này thì mình để cành mập, loại bỏ cành yếu. Còn những cành vượt như thế này thì nó cũng kia khúc ánh sáng rất là nhiều, cắt luôn, bỏ luôn. Mấy cành này mình không cần để cho xa quá nó cũng sẽ rộp. Mình cũng sẽ xử lý gọn lại bớt. Sau khi nào nó nứt ra chỉ cần một đến hai cơ nữa thì làm lượng bông ở đây điều trái là được rồi, cũng giống như những cành toàn cây ven dưới đó.
cái bột này công nhận trồng dày đâu, dày đâu có lợi đâu. Trước mới trồng thì thấy xưa đâu trồng quá tôi trồng kém chẳng kể luôn. Không, anh trồng thì nếu mà anh trồng anh có quy hoạch từ đầu thì nó rất là đơn giản, biết sao anh không cho nó giáp bán, anh sẽ liên tục khống đọt nó như em khống đang khống đó, thì cây của mình nó sẽ không bị rợp, như mà nó không bị hư như thế này. Còn lần này anh để luôn á, là nó giáp luôn rồi, là nó bắt đầu nó mới hư cây chứ. Như bây giờ nó không có trái là bây giờ mình tiến hành, bây giờ mình làm luôn là được hả? Giờ làm luôn. Bây giờ làm luôn vừa đẹp luôn anh ơi. Thời gian này là làm hợp lý nhất. Tại vì từ đây tới thời gian làm bông nó còn có 3 tháng nữa nó vừa y luôn á. Đủ để nó đi hai cây đọt á. Nhiều người thì là nói là để thu trái xong rồi mới làm. Trái đâu mà thu? Không biết là bơ nó không có trái. Thu cái lớp mình không có trái mà. Trái có trái thì... Anh cắt ra thì nó nuôi trái chứ lo gì. Cứ để đấy tới là làm một lần à, làm lần là khỏi, phải làm lại đó. Bơ bơ có trái thì đâu có ngoài đậu. Làm lần đó, nếu ví dụ anh để cây bơ này nha, anh để hàng trái xong không? Khi anh thu trái xong là quá trễ rồi, không đủ thời gian để nó làm theo cho anh thêm hàng. Vì anh neo tháng 11 nữa mà. Khi mà cái này ăn trái nó vô tháng 10, tháng 11 là bắt đầu nó đã làm ho rồi. Mà anh đã làm ho, anh cắt cái kiểu này thì nó không có đủ lượng cành như anh mong muốn. Còn ví dụ như để như thế này á, nó sẽ có hai yếu tố xảy ra. Thứ nhất, khi anh cắt như thế này mà trong cái thời điểm bắt đầu phân hóa mầm ho mà anh không, anh quên mất, anh bỏ phân hoặc là anh tưới nước, tất cả nó sẽ đi đọt hết, nó không làm ho kịp cho anh nữa, là anh coi như là xong, mất mùa luôn, mất mùa luôn. Dạ cây em lấy đây cây cắm không gãy đâu anh, này cây chính không gãy, bắt cái thân xuống. Mấy cành nhỏ nó không bấm luôn. Đâu có mấy cành khô em mới bấm, còn mấy cành em vẫn để bình thường mà. Phải xử lý rồi khó tay liền. Tí nữa làm mấy cái ra xung quanh nữa anh thấy nó đều tán nè. Trồng cành bơ như trồng cây cảnh vậy đó. Mỗi vừa nên đứng đầu lên biết cỡ mạnh tay là đẹp cái tiết. Anh xe luôn anh thử cho đâu mà trời. Bơ bút này nó ra mạnh lắm. Cái này mà nó mà em cắt mà anh cứ bỏ phân bình thường mà nó không lại không tốt như cũ em. Bỏ nghề luôn quá anh. Có nhiều người thì họ cái anh phải đều làm cành cho nó thông thoáng. Thứ nhất nó sẽ thuốc men anh phun sẽ rất là lợi cho anh nè. Thứ hai là tránh được cái nơi cư ngụ của bọ xít. Mà con bọ xít khi mà đã chích vô cái bơ này thì nó sinh sản rất là nhanh. Thuốc men rồi cầm cán tất cả mọi thứ anh xử lý cho khi nó cây đã thông thoáng thì rất là dễ, giống như cây cà mà anh để 2-3 năm anh làm cành cành một lần, với lại cây mà năm nào anh cũng làm thì mình lên thư đâu bấm mấy cái đọc cái xe mà mình làm thì thoáng mới được. Anh cứ quan sát đây đúng 3 tháng nữa cây anh đẹp đều tán tròn luôn. Cái đống cụm này á cũng làm bây giờ cũng ra nó cũng rực lại giống như đó, nó cũng nứt đầu của nó không làm lại luôn. Anh cũng không làm luôn, ông thấy có trái mình để vào mà không có chặn luôn. Mình nứt bông đột như vậy mà không chịu đi hỏm. Cái quặng hồi đó ông trồng ông tiêu của nó cao đó, ông tè dưới là đây nó hỏng cây này. Yeah.
vừa dẹn vừa rộng. Và cơ bản cứ đi ở trên trước đã, dưới tí nữa xong. Như cái đó mà để thì nó nuôi trái nó cũng không bao nhiêu hết thôi. Không đậu ở trên đó không đậu. Nó không đậu được, đột nâu, nó vương đi không. Anh thấy đậu dưới không? Anh để những cái bơ đậu dưới. Cây nãy em dựng cái xe đó, đậu dưới. Là anh ái xong rồi, ít bữa nữa anh làm xong, anh xử lý thuốc men nắm nước xong xuôi rồi vô cho một cơ phân là nó nứt trồi lên là anh nhìn thấy anh thích liền à. Này ăn dê là ngon nè. Dê nó dê ăn dê ăn dữ. Dê nó ăn cái này dữ. Nói với lá mít mà. Lá gồ nó cũng ăn. Cây nó dữ. Dặn nó ra mít. Nó có gã thì gã đa thôi chứ chứ ngoài nó thường gã thì đây. Mùi quang luôn. Biết chưa. Không tốn thuốc anh. Cái cao quá phun thuốc cũng cực. Là cũng là cái đó biết làm cành quan trọng. Thoáng là cái đó đặt. Được. Hai cành song song anh chỉ chọn một cành thôi. Đó, như vậy. Rồi, chọn một cành thôi, vì nó ngã ra nó đụng bên này rồi. Nó làm ra thoáng ở cành đây nó không có chết nữa. Còn anh để là chết. Hồi nãy anh đi muốn đi vô cây bơ cũng khó nữa. Anh chui vô không? Bây giờ anh đi vô bình thường rồi đó. Dạ. Nếu mà anh không cắt những cái đọt kia thì anh để lại chết luôn. Nó
cành này là cành có trái đúng không? Để trái ăn xong bỏ. Này do có trái không cành này bỏ này, cành này này. Cành này bỏ luôn đi. Yếu quá rồi. Già quá rồi. Riêng còn cái lượng cành này nha, nếu mà anh làm đúng cái thời điểm, ví dụ như thời điểm nó làm phân hóa một ho rồi, mình cắt như thế nào cũng được. Mà mình sẽ cắt nhẹ tay hơn một xíu, miễn sao cho nó thoáng cái cây là được, thì vẫn được. Tại vì nó cũng có nhiều yếu tố, khi nó phân hóa một ho rồi thì không sao, là mình cắt nhẹ tay lại. Nó đang làm ho mà cắt thì là tiếc. Mà mình cũng hơi tiếc, nó đậu. Nó lúc nụ á, lúc đang nụ là mình làm được. Thì nó, em nói anh nó không đậu thì thôi, nó đậu thì có chết cây thôi mà. Như vậy mà nếu tháng năm mới đậu được thì còn bao nhiêu tấn? 7-8 tấn thôi. Không cần nhiều anh, từ từ anh nhiều. Em cứ ví dụ như ai muốn đòi hỏi cao một cây 200 trái không? Em chỉ lấy cây 100 trái thôi. Cây của người ta 200 trái thì trái 5 lạng. Của em 100 trái thì trái em 7 lạng. Trong khi trái 7 lạng nó sẽ mắc tiền hơn cái trái 5 lạng. Anh cứ tính đi. Anh để trái nhiều nhỏ lắm. Anh thấy trái nhiều với lại... Nó giữ được lâu hơn. Hả? Nó giữ trong cây được nếu lâu hơn. Trái 7 lạng thì nó lại mình phải bán sớm trong thôi. Nó không, lâu hơn nữa. Dạ, ví dụ như trái 5 lạng thì anh ví dụ như bơ 5 lạng anh bán được 40. Nhưng trái 7 lạng của em có thể bán được 60. Mà em trong khi đó em 100 trái, anh 200 trái thì ai lợi hơn? Anh có... Nó nuôi trái ít trái nuôi lâu hơn. Nuôi là hơn nhanh to luôn. Quá. Điểm giờ nó nhanh hướng. Cái cây này ví dụ như mình chủ yếu là cái này nó neo trên cây cũng rất là lâu, mình chủ yếu là nắm với phân thuốc cho nó đầy đủ. Thì nó cũng sẽ nằm miết trên cây thôi. Một cái bên không chích gì hết, anh để có thể là qua vụ bông sâu cũng còn nguyên luôn. Anh cứ thường thường anh hay vẫn thấy một số trái nó vẫn còn sót lại đấy. Anh để luôn vụ sâu vẫn còn mà. Xuống mấy cây rụt rụt chứ đây này. Cái này một chút nữa em xử lý sao. Ở đâu mình giải là hình hơi cơ bản là hình dung anh hình dung ra những cái cây như thế nào chưa? Được rồi. Đi xuống cái mấy cái cây mà nó đang trên. Rồi rồi. Vô rừng. Sau khi làm thì cái bơ nó không khoáng đâu. Các bạn xem, ở đây một rừng bơ này. Thường thường thì bơ này nó hay ngóng đầu cành lên. Mình cứ cái đầu cành ngóng thì mình cắt bỏ đi. Sau cái này nó chườm những cái này. Mà thường thường là những cái cây nhỏ nhỏ như thế này là nó hay đậu. Chứ đa phần những cái đầu cành vượt đây thì ít khi. Phải xử lý ở đó. Rồi nước trồi ra, ví dụ như ở trên không có cành nữa thì mình trượt. Ví dụ như mình kiểu phục hóa là mình cắt. Phục hóa là mình cắt bỏ. Phục hóa là mình cắt bỏ phần này luôn này. Là bắt đầu là mình sẽ cắt những cái đầu đọt kia là bắt đầu nước cành nha. Nước trồi lên. Mấy cái này chết luôn rồi, hết lên nữa rồi. Anh để cái vườn bơ đây em thấy em cũng sợ nữa. Vườn bơ thứ hai mà. Bây giờ không biết cắt sao luôn à. Rồi. Giờ em thấy em sợ luôn. Bây giờ là mình tiếc. Nhiều người họ cứ nói là cắt mấy cái cành nhỏ trong này mà cắt nữa thì lại giáp nữa. Không chặn đọt thì nó lại giáp. Cái cành nhỏ là những cái cành đậu trái nhiều nhất, cái cành nào đâu à. Đậu trên những cành tây không à.
đừng nghĩ nó một cái cành này nó đơn giản nha anh. Khi nó ra chơi đọt thì nó là giống như cái cành này nha anh. À, giờ anh cắt thì anh nghĩ vậy thôi, chứ còn ít bữa nó ra thì anh thấy hình dung nó ra được. Do em cắt thì có khả năng anh hình dung chưa ra. Quá dữ, quá rồi chứ. Đây gọi là rừng bơ đây. Rừng bơ đây. Này mốt phát cái này ra lại rồi nha. À, cố gắng xử lý đừng cho nó giáp nữa nha. Mà chặn hả? À, bấm ngang ra thôi. Mình cứ nó ra đọt cái mình bấm thu vô lại bớt, đừng để ra. Này. Nếu nó không giúp toàn là chắc mình đi bấm nhanh thôi, mình đi chặn được. Đúng rồi, chặn mới dễ. Nữa. Đó, khi mình để ra là những cái này nó còn sống, mấy cái này phát triển lại nha, bình thường nha. Mấy cái này phát triển lại bình thường. Anh này dưới đó có cái rồi, bấm cái đọt rộng quá, sức không. Bấm đây. Đây hả? Rồi đúng, bấm gần gần vô xíu nữa cho khỏi nước tầm bậy. Anh đây, nhớ là bấm ngay nách luôn nha, nếu bấm là bấm chắc nách rồi luôn nè. Chắc nách luôn, đỡ nước tầm bậy thôi. Như bài bấm là bấm chắc nách rồi luôn nè. Bấm là mình bấm chắc nách. Hồi trước anh cũng có làm rồi nè. À, thì mình có chặn đó. Chưa được. Giờ là anh vô là hết đường bơ rồi đó. Đó, anh cứ cố gắng xử lý như thế này. Rồi bắt đầu những cái cành này nè, sau này nó cũng ra cành tây như này nha. Đó, nó ra như vậy này, là cây mình nó rộng lại. Và cơ bản nó sẽ nứt thêm chồi dưới này nữa. Ví dụ anh cảm thấy chỗ này còn trống, ví dụ cái thời gian mà nó làm bông thì nó nứt lên cũng rất là ngắn chứ không có dài lắm, cỡ 30 phân thôi. À, khi đó mình cắt cái đọt mấy chồi dưới này nứt lên là có để không hay là lạc bỏ. Khi nó đã phân khó mầm ho mình có thể cắt cỡ chừng 30 phân. 30 hay 40 phân. Rồi cứ vậy thôi. Là nó cũng sẽ thành giống như những cái cành như thế này này, anh hiểu không? À, sau này nó lớn lên nó cũng y như những cành này. Khi nó phân khó mầm ho thì những cành nó già hết rồi, nó không còn non không còn to nữa. Như những cây này là làm cành là nhận cây 30 đây hả? Dạ. 30 chắc cũng không dám nhận. 50 tàu á, trồng làm thấy cũng nhanh mà. Lâu lắm anh à. Nãy giờ anh em làm không mất 30 phút rồi đó. Nãy giờ mà em cái mớ cái cây kia nó chung 30 phút quá. Lâu rồi vậy. Lâu rồi chứ anh. 30 phút rồi. Cái này là gọi gì làm vừa kỹ chứ không làm không thì nhanh nhớ. Làm không cũng mất 20-25. Cố cứ mình miễn làm sao mình khống chế tí cho nên cành tây rất là nhiều á, khống chế cái đọt lại anh biết à, cơ bản nó sẽ thoáng đó, cứ cắt sơ sơ vậy là cơ bản là đã thoáng được cái cành mình đó. Còn cái biện pháp mà nhanh nhất để cho cây mình nó thoáng nhanh á là xử lý cái đọt này nha anh, là cây mình cực kỳ nhanh thoáng đọt chính là chưa bắt bỏ luôn đó, xử lý cái đọt này là thoáng rất là nhanh. Cái này mà anh bơm thuốc được thì em cũng xem giỏi đó. Anh bơm mà máy bù xích mà nó chết được mới xem giỏi. Mình núp hết anh à? Đây phun mình dễ chết chứ. Mình thì chết mình phun vô là nó thuốc nó không ba đi được lắm. Lưỡi nó chết. Có khi mình chết trước nó nữa. Thoáng em phun dễ hơn.
bên trái to này, giống này giống trái to này. Cái này cũng 7 lạng á. Trái to rất là 7 đến 8 lạng. Đúng rồi, giống mình nhìn thấy trái to này. Bút này là có nhiều loại hay là một loại thôi? Dùng nếu đúng ra thì có một loại, nhưng mà hồi trước người ta mua ghép nhỏ thành bút năm, mấy cái nhỏ 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 giống giống lai rồi, nó to rồi. Còn đúng ra nó có một loại bút 7. Rồi sau này người ta đặt ra bút cho trơn, da láng rồi, bút 8 rồi. Bị lai hết á, lai xong người ta đặt cái tên. Rác ở dưới thì mình có cần làm cào sạch không hay là để vậy thôi? Mùa vô mùa mưa thì cào cũng được, mùa nắng thì để. Khủng khiếp thật. Anh cũng có mới làm không anh? Mới làm mấy bữa làm sơ sơ đó. Em cũng có thấy dấu bấm đó nè. Dấu bấm sơ sơ đó. Cũng biết làm. À, trồi lại được như ngày xưa mà mấy ngàn trồi cái để cắt xuống này bán trồi xuống nè. Xuống hơn bán trái luôn. Đi là kiếm ra chứ, đi mua. Chưa kiếm ra chứ. Bữa nay cho không lấy. Cái này anh cho mà có người lấy, em mới khen giỏi. Đó, bữa anh cũng cơ bản vút đường cành này, em thấy chỗ đấy nó thoáng liền không? Bữa anh tiếc sao anh chơi vô thêm chút nữa. Cắt xuống nữa hả? Không, ý là anh cắt có một cái này thôi, mấy cành kia em thu qua nữa. Cứ qua bên này thu ít, bên kia thu ít là nó vừa tầm. Đứng không tới nữa, chờ không tới nữa. Nó cái thang anh, không lấy cái kéo giật cũng được. Anh trồng cái ra chắc anh cưa chứ dày quá rồi mà. Bỏ luôn hả? Ừ, bỏ rồi anh. Tại vì hồi trước mình đây còn có cây, đó còn có cây chết rồi đâm lại. Đây không nổi luôn. Cành này nếu mà có cây nó lớn chắc chừa cho nó ra nữa, qua tới bên kia luôn cũng được á.
qua tới chỗ anh ấy đứng trong lạnh. Nó qua có năm qua năm hai năm nữa qua tới chứ má. Bên này thoáng cho nó đi cũng được chứ. Đúng rồi, thoáng cho đi cũng được thôi, để cho cây mình nó đều tán. Nó đều tán luôn. Đó, giờ đi vô thoải mái rồi đó. Rồi, khí khủng quá. Rồi bên đó cái mình xử lý cơ bản bên đây cũng tương tự như vậy á. Đây là cây giữa. Do anh biết sao không? Bây giờ nó là 4 thằng bao vây mất rồi. Nên mình nhìn thấy nó không có giống như nó đứng một mình như thằng này. Chứ còn thật ra nó đứng một mình á, nhìn nó mới hình dung ra được cái độ thông thoáng của nó. Nhìn ra là thoáng rồi. Cái này là bơ sáp và xanh. Bơ sáp à. Chúng bơ chú quý á. Bơ sáp á. Cưa ghép vào bút rồi. Bên này giống như bơ quặng lại bên nào đó. Còn không có trái luôn. Hả? Để mấy cái này sau này nó mọc lên lại nè. Mấy cái chặn đột cái kia là nó ra mục là mình chặn luôn phải không? Không cho để lên. Nó lên mục thì mình lặt luôn, còn nó để cho nó ra cái những cái cành tây mình chưa lại đây này thì vẫn để bình thường. Đó, mấy cành tây là vẫn chưa bình thường. Còn lên mục ngay đây mình lặt bỏ. Cho nó nếu mà chưa là nó ra lại như cũ nữa. Nó nhanh lắm, trong vòng 2 tháng nó như cũ lại. Bờ đây là bờ chỉnh 10 này chứ. Để ta đây. Lý tay lên. Đồ rồi quan nè. Cái này thì cái này đúng rồi. Đó. Thì ra tìm lại cái đã cỏ. Đã cỏ. Đó. Được cái này đi, nó dùng nó mà em thì em xử lý kỹ khác, cắt bỏ cái đó. Thì luôn hả? Không thì cái này nè, cái này không ăn bỏ ghép, không ăn chưa ghép cái này. Cái này ghép là hợp lý nhất, cái giống bơ này đâu có. Khi nó đã trắng một cây rồi thì mình xử lý nó rất là dễ. Chứ còn bây giờ ví dụ như em nói với anh nha, cái cây kia nó có tồn tại đi chăng nữa, tỷ lệ đậu của cây đó cũng chả bao nhiêu trái hết.